em về các vấn đề về ngoại khoa, gồm có ung thư thực quản, có thắt tâm vị, đây là hai cái bài của thuật thực quản. Ở trong ngoại khoa thì thực quản nó có rất nhiều vấn đề, thực quản hoặc là chúng ta biết là có cái bệnh nữa là cái bọc thực quản, hẹp thực quản. Thế rồi các bệnh tâm vị, áp xe trung thất nó cũng liên quan đến thực quản rất nhiều. Nhưng mà trong đó các vấn đề thì nhiều lắm. Nhưng mà trong cái lý thuyết thì hai vấn đề ung thư thực quản và có thắt tâm vị là những vấn đề ngoại khoa mà nó nổi bật. Ung thư thực quản thì xin giới thiệu với tôi là phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Trường Sơn ở khoa phẫu thuật tiêu hóa ở bệnh viện Việt Đức ở bộ môn ngoại. Thì chúng ta cũng các em đã gặp qua học khoa 4 và các khóa thực hành chắc là đi trực cũng gặp nhau. Mình có điều bây giờ thì chúng tôi không đi trực trưởng tôi trực cả một nữa, cho nên về mặt thực hành ý, theo các khoa cấp cứu, các ngày cấp cứu, nhưng mà những cái ngày đầu tiên thì chúng tôi thế thì về vấn đề ung thư thực quản, thì ung thư thực quản là như trong sách tôi xin nói là trong sách thì trong tài liệu chúng ta đã có bài đúng không? Thế các em cứ bám sát bài và giáo trình đấy để học và thi. Thế nhưng mà tôi sẽ trình bày cái vấn đề này một cách nó khái quát để các em nắm và hiểu được vấn đề về các mặt lý thuyết. Đây là một vấn đề lớn, nó phát triển trong vòng nhiều năm. Tôi sẽ trình bày với các em về cái câu chuyện phát triển vấn đề thực quản của chúng ta, chứ nó không theo một cái dạng bài lý thuyết thông thường nữa, bởi vì lý thuyết chúng ta có thể đọc được đúng không? Chúng ta tra mặt cũng rất nhanh, và các em còn phải tự xây dựng lý thuyết cho bản thân mình về các vấn đề tương tự như thế này. Thế cho nên là tôi cũng may là thế này, tôi có nắm bắt được tình hình về loại bệnh lý này từ nhiều năm, và từ khi mà ung thư thực quản còn là một vấn đề vô cùng khó và xa vời với ngành ngoại khoa của chúng ta, giống như bây giờ chúng ta nhìn lên con robot nó đang mổ vậy đấy, như thế xa xôi như thế. Thế thì ung thư thực quản nó là một cái bệnh khối u, chúng ta đã học rồi đúng không? Khối u nó nằm ở trên cái đường nuốt của thực quản. Thì cái thực quản của chúng ta biết là đó là cái đoạn nuốt nó đi từ cổ qua thực quản đường tuyến bụng, nó bé, nó nhỏ thôi, nó là gần như là cái đoạn quãng đường đầu tiên và đi thẳng của cái thực quản đúng không, nó đi trong chúng ta và chúng ta cũng cảm nhận cái sự đi của nó khi chúng ta đi qua. Rõ ràng chúng ta đi ăn uống đúng không, cảm nhận uống một chén rượu, một cốc nước nó chảy đúng không, nước nó lạnh nó bụng xuống, cho nên đó là một cái đoạn khá là đặc biệt. Chính vì vậy mà những cái chuyện ở thực quản gần như chúng ta cũng cảm nhận được đúng không? Thế thì thực quản nó nhỏ như thế, đặc điểm thứ hai là nó nằm ở trong trung thất, ở trung thất, mà trung thất thì chúng ta biết là một khoang chật hẹp, gọn nhỏ đúng không, nó chật hẹp, nó compact, solid, nó đầy đủ các thành phần ở trong trung thất. Thế khi mà các thành phần này liên quan đến nhau, nó dẫn truyền mạch máu, mạch huyết và các vùng khác nhau. Thế khi mà thực quản nó ở trong đấy nó bị bệnh ung thư thì chúng ta hình dung ung thư là thế nào đúng không? Hầu hết là nó nằm ở biểu mô, lớp lót ấy, nó phát triển lên thành khối u, nó xâm lấn các qua thành và nó lớn lên, nó gây ra những gì? Nó gây ra một loạt các chuyện của nó. Trong đưa chúng ta sẽ có một vấn đề ngoại khoa khác, bài đấy là khối u ở trong cơ thể. Cái bài đấy nó cho chúng ta một cái cách nhìn, một cái cách nhìn nhận một cái khối u, một cái tổ chức tân sinh nó phát triển phá hủy thế nào. Thì ở đây thực quản cũng vậy, nó lớn lên và nó phá hủy thực quản. Vì vậy và như theo những cái đặc điểm tôi vừa mới nhắc ở trên, chính vì thực quản nó nhỏ, chúng ta đi thẳng như thế chúng ta cảm nhận thấy nó, cho nên những chuyện gì sẽ xảy ra? Thứ nhất, nó là một cái ung thư, nó sẽ gây ra nốt nghẹn đúng không, và bệnh nhân sẽ cảm thấy đầu tiên. Tiếp theo nữa là nó chặn hết đường ăn uống của bệnh nhân lại. Bệnh nhân bị ung thư thực quản sẽ gây vào tình trạng là không ăn được, ngừng chế ăn uống, giảm sút dinh dưỡng sẽ bị tắc nghẽn ngay từ giai đoạn đầu, các phản xạ cũng bị dập tắt hoặc là ngừng chế. Tiếp nữa là gì, nó gây ra chuyện gì? Khối u nó phát triển và nó sẽ lấn ra trung thất, làm cho trung thất chật hẹp của chúng ta bị chiếm chỗ, và đương nhiên là nó tràn vào đấy, ung thư nó tràn vào và gây ra di căn.
và nó phá hủy và di căn xâm lấn tại chỗ và các mạch huyết xung quanh rất nhanh chóng, đúng không? Đấy là những vấn đề của nó. Chính vì vậy mà từ xưa nay giờ ung thư quản là một cái bệnh nặng, bệnh rất đáng sợ, rất khó chữa vì nó nằm cả trung thất, cả bụng, cả cổ nữa. Thứ hai nữa là chữa nó là đòi hỏi cái hiểu biết về giải phẫu, về công nghệ, về kỹ thuật hồi sức rất khó, cho nên những năm 70-60 các thầy ở các cái thế hệ trước đã phải bỏ mẫm, rất khó khăn. Và đúng với lúc đấy chúng ta ở trong giai đoạn đất nước thì khó khăn, công nghệ hoặc công nghệ thì kém, hồi sức vất vả, không có được như bây giờ. Những gì mà các em trông thấy ở bệnh viện bây giờ là cả một sự hùng mạnh vô biên so với những ngày mà tôi bắt đầu ra trường, như đừng nói gì giai đoạn trước đấy, giai đoạn phát triển ung thư quản từ trước khi tôi còn ra trường đó. Thì sau khi tôi ra trường học nội trú xong lại phát triển thêm một bước nữa hùng mạnh nữa, cho đến tận ngày hôm nay thì dựa vào những bước tiến như thế, trên thế giới họ cũng tiến và Việt Nam cũng tiến, tất nhiên là mình phải theo sau họ, không thể nhanh hơn được. Và cứ như thế các công trình nghiên cứu họ đã cải biên, cải tiến, thay đổi cách chẩn đoán, điều trị lần lần và tạo ra những các cái tiến bộ ngày hôm nay. Thế ung thư quản với những cái đặc điểm là thần chẩn đoán thường là muộn, chẩn đoán ung thư sớm thì ít, nhất là ở nước ta ít sớm được, nó lại là tỷ lệ, vì vậy cho nên tỷ lệ điều trị thành công nó thấp. Nguyên nhân của ung thư thực quản nó lại liên quan đến rượu và thuốc lá và các cái bệnh như tiền ung thư, như là có các đơn vị viêm thực quản, sẹo hẹp quảng thực quản, nhưng chủ yếu vẫn là rượu và thuốc lá. Mà trong nhóm rượu thì các em biết là đó là những người đặc điểm rượu gây ung thư quản nó khác với cái rượu gây ra các bệnh về tiểu não hay là tụy hay là gan vân vân. Ung thư quản gây ra do rượu thì rượu ở đây trong trường hợp này là thế này, là ông ấy uống lắc nhắc lai dài với lượng cồn lớn, độ cồn cao, không cần uống nhiều đâu, mà uống một ngày vài ba chén thôi, nhưng kéo dài trong trên 10 năm. Em hiểu không? Ở đây có sự tác nhân gây bệnh, nó là tiếp xúc. Và thường cái nhóm người này là nhóm người uống rượu đều đặn, rượu thay cơm, nát rượu, dinh dưỡng kém và các cái sự tham gia vào chuyện khám chữa bệnh thấp. Em cứ để ý cái cộng đồng mà nát rượu, uống nhiều rượu, quét nhà bê ha hoặc là uống nhiều rượu nặng, nó có những cái đặc điểm khác. Chính vì vậy những đối tượng này thường người ta không nhạy lắm trong chuyện đi khám chữa bệnh. Những người phụ nữ hoặc những người đối tượng khác, chị trí thức nhiều khi nó hơi một tí. Tôi có mấy người bạn trí thức nó xuống ngày ra nước ngoài để khám chữa bệnh, kiểm tra lật hết cả gan phổi phèo lên chữa, nhưng có uống rượu bao giờ đâu mà có ung thư quản. Thế nhưng mà cái nhóm này lại bị, đó là cái nhìn chung thôi. Thì những người uống rượu họ lại là những người bị. Chính vì vậy mà khi mà đem những người để ra chữa bệnh thường là nó ở cái giai đoạn muộn, một hai nữa là sức khỏe của vốn sức khỏe như dinh dưỡng cũng kém, có nhiều người còn kèm theo những bệnh khác của rượu gây nên như tiểu đường, cao huyết áp, rối loạn chuyển hóa mỡ hoặc rối loạn chuyển hóa hoặc là suy dinh dưỡng, teo cơ, bệnh về tụy, bệnh lý về tụy vân vân. Và những cái đấy nó gây ra tình hình càng nặng thêm, rồi những bệnh hô hấp, rồi tuổi của bệnh nhân trước kia thì nó cũng thay đổi, tức là tuổi lúc ấy thường là những người cao tuổi, những người uống rượu vài chục năm và từ trên 50 tuổi. Trước kia ấy, trong những năm 80 hầu như trong đầu óc chúng ta thường nghĩ là trên 70 tuổi mới là ung thư thực quản, nhưng sau này dần dần càng ngày thì ung thư thực quản nó càng trẻ ra. Thế thì tôi có một câu chuyện thế này, và trước đây tôi thấy đi buồng thầy bảo trên 70 không phải ung thư thực quản, lật ra thì có khi đúng thật, thầy bảo đúng, không phải dưới 70 không có ung thư thực quản, kiểm tra lại, ngay kiểm tra lại đi, kiểm tra lại sai. Thế sau đó thì dần trước mắt chúng tôi con số tuổi của bệnh nhân nó tụt dần cho đến ngày hôm nay tôi rất kinh ngạc, 50 tuổi đã có, xong rồi 40 tuổi có, xong bây giờ 38 tuổi, 35 tuổi có ung thư thực quản, điều mà trước kia tôi không bao giờ nhìn thấy. Câu chuyện thứ hai là khi tôi đang dựng hội nghị ở Okayama thì giáo sư Olinger, một trong những người mà ở Bang Michigan, một trong những người mà ông nghiên cứu ra phương pháp cắt thực quản không một đường, thì ông ấy sang lúc bây giờ già lắm rồi. Ông ấy sang có hai bài, một bài về ung thư thực quản, bài thứ hai mà bài ung thư thực quản này, bài thứ hai là về quảng cáo cho giáo dục đại học. Giáo sư ra thì
đi làm việc đấy thôi, giống như bọn tôi thì sao già không làm được những quảng cáo cho trường Nghi, thấy chưa? Đấy, em vào trường Nghi, em đừng vào trường Thái Bình, ví dụ thế. Thế thì lúc bây giờ cái bài đầu tiên của thầy nói là ung thư thực quản là bây giờ cái lượng bị ung thư thực quản do squamous cell carcinoma tế bào vẩy nó vẫn bị như thế thôi, nhưng mà cái số bị adenocarcinoma ở 1/3 dưới thực quản do viêm dưới trọng lượng ấy, nó bị do dưới đến bệnh Barrett quản nó lên tăng lên, tăng đến mức độ gần đến 20-25%, điều mà trước kia cũng không bao giờ nhìn thấy. Tôi đọc sách cho công ty, nhưng mà đến khi thấy nói mà tại sao lại như thế, chiếu lên các cái viễn cảnh về công cái xã hội nó như thế, thế mình bảo rồi nhỉ, bọn cái Singapore nó thế, tức là khi cái xã hội nó lao đi với tốc độ nhanh quá, người ta làm việc người ta sốc, người ta bị stress nhiều, căng thẳng nhiều, cái bệnh về thần kinh về thể lực nó chảo ngược nhiều, gây ra cái bệnh đó. Con số nó tăng đến độ mà một thằng nó đi từ năm chưa đến 5% nó tăng lên 2% thì khủng khiếp quá, đấy là con số lớn. Thế thì đúng là nếu mình không ngồi mình nghe thì nếu không nói mình không tin được, nhưng khi nó nói rồi là vẫn con số thật là đúng, mà đây là cả cộng đồng người ta thống kê như thế. Cho nên con số ngoài cái ung thư biểu mô vậy thì con số ung thư biểu tuyến hoặc là do máy trong đường lên nó lại càng tăng, em hiểu không? Đây tức là ngay trên thế giới nó biến động về vấn đề phân bố bệnh học như thế mà. Thế thì đấy là cái vấn đề tuổi, tôi ấn tượng là hai câu chuyện như thế. Về ung thư thực quản, về bây giờ chúng vậy thì nó như thế nào? Về đại thể thì trên cái ống cái thực quản này nó sùi lên một khối u, thứ hai là nó rết ba thần nhiễm, còn lại những loại ung thư sớm một lớp mỏng manh nó ở trên bề mặt, không kể loại đấy ít gặp lắm. Hiện nay chúng tôi cũng gặp một vài trường hợp do tình cờ, nhưng chúng ta chưa giả soát tốt cho nên chưa thể có được. Chủ yếu là các dạng mà u nó gây ra hẹp sùi lên. Thế thì về những cái hình về sau chúng ta sẽ xem những cái hình sau đi qua các vấn đề đã để chúng ta hiểu. Về mặt vi thể như chúng tôi nói, chủ yếu là 90% là ung thư tế bào vẩy ở nước ta, 90%, 10%, 9% là tuyến. Em có hiểu thế nào tuyến vẩy không ạ? Có hiểu không ạ? À có ạ, vẫn gần phải rồi. Được rồi, tức là tuyến nó là nó thuộc nó từ phía dưới, từ dạ dày, cái mô học chúng ta học gần đâu giống đấy, có sự biến đổi mà. Tế bào vẩy nó thực quản này nó lót ở bên trong squamous cells classify, nó lát tầng stratify, nó lát tầng, cái lớp này nó giống như ở da có tội không sừng quá mà không có các tuyến cũng rồi thôi. Thì khi nó là 9% là của chính thống của thực quản, còn 9% chứng tỏ là nước ta là chảo ngược, nghĩa là chúng ta vẫn còn ít, đúng không? Chúng ta vẫn chưa ra khỏi lũy tre làng, vẫn còn yên bình lắm, vẫn còn yên bình, đất nước ta thanh bình lắm, hòa bình lắm, chưa làm việc căng thẳng, cường độ làm việc chúng ta vẫn cấp cô đi và cấp cô về, nên chúng ta không stress, không bị chảo ngược, em hiểu không? Tôi nói thật đấy, không phải đùa đâu, tôi nói nghe là tháng trước ấy, tôi vừa mới qua Manila, Philippines, rồi nghĩ tôi kể cho em nghe ở đây tắt đường em thấy kiêu không? Nhưng khi sang đấy, sau khi tôi trở về tôi thấy là vô cùng hạnh phúc bởi vì Việt Nam tắt đường quá đơn giản. Tôi không biết Sài Gòn cỡ nào nhưng mà ở Manila nó tắt đường vào khoảng, tức là tôi đi khoảng, thay vì đi 15 phút thì đi khoảng tiếng rưỡi, mà tắt từ sáng sớm lên chiều tối, ra khỏi khách sạn sang Manila để ra sân bay sang trọng nhất ra thì mất được khoảng, tức là tôi phải đi từ khoảng 4 giờ sáng, tất cả xuống xe đi 4 giờ sáng ra sân bay, nếu không có tắt luôn khỏi ra đường phải đi về luôn nha. Tức là chúng ta thấy là đất nước ta vẫn còn thanh bình lắm. Các em đừng chê Việt Nam nhé, Việt Nam tắt đường thì là còn ngon lắm đấy, rất ít. Thế thì bây giờ cho nên cái tỷ lệ bệnh này của chúng ta vẫn còn thấp. Tiếp theo nhé, thì cái ung thư ấy nó mới di căn ra, thế cái quy mô phát triển, cái độ lớn của cái khối tế bào ung thư ấy nó ở giai đoạn 1, giai đoạn 3, giai đoạn 4 đấy, tất cả những cái bảng này. Thế các em không cần phải đi chi tiết, chỉ biết là ta có cái bảng TNM này, T là tumor này, N là nốt, M là cái gan nhá. Thì dựa vào ba cái tổ hợp ba thứ này, người ta tạo ra các giai đoạn, đánh giá các giai đoạn như quy mô, giới hạn, ranh giới phát triển của khối u. Em hiểu rồi chưa? Thế thì mỗi một khối u thực quản này, người ta sẽ khi phát hiện ra được, người ta sẽ cố gắng tìm hết các thông tin này để người ta xem là đây nó giai đoạn mấy vậy đó. Nói thế nhưng mà chẩn đoán cái này nó khó đấy, để có cái đáp án đấy là khó. Thế thì
tự nhiên chẩn đoán để điều trị rồi. Thế thì các cái triệu chứng lâm sàng của ung thư thực quản, khi mà nó có ung thư thực quản thì có nhiều triệu chứng lắm, rất nhiều triệu chứng, người ta liệt kê ra nhiều lắm, nào nghẹn, nào gầy này, đau này, nôn này, bạch nhược đi, rồi suy dinh dưỡng này, rồi da trắng, rồi viêm phổi này, giò này, giò tức là uống thuốc nước vào phát là nó sang phổi luôn nhá, sặc ho, uống thuốc cản quang mà nó bùng phát lên viêm phổi, chụp đấy trắng xóa phổi luôn, thế vân vân. Thế nhưng mà trong tất cả các triệu chứng này này, hay nhất là cái triệu chứng nghẹn. Như tôi nói là nghẹn là gì? Nghẹn, nút vướng, nghẹn, nút vướng, nút nghẹn. Thức ăn vào cái là nó chập chững, nó dừng lại, sau đó nó tắc dần dần, cứ tăng dần, tăng dần, tăng dần, cho đến lúc không ăn được nữa thì thôi. Bệnh nhân sẽ gầy, da mọc xương, tức là gọi là teo cơ. Đấy. Cơ nhõm nhẽo, thóc thẹo. Đang một ông chắc chắn người mặc vỡ hoặc là một ông có da có thịt thì tự nhiên thành là da mọc xương. Đấy là những các cái hình ảnh rõ nhất. Còn những cái gầy sút, đau ngực, nôn máu, thiếu hoa tính thì nó thật nghèo, nếu mà bị gặp thì thường nó giai đoạn muộn, giai đoạn rất muộn rồi. Và những bệnh nhân mà đã bạc phếch, người trắng xóa, người da rẻ trắng, người đi lại đều quẹo, hoặc nói giọng khàn, giọng đôi vân vân, thì thế thường, hoặc là có khó thở, cái đấy thường là chúng ta không chữa nữa đâu. Và với cái giai đoạn ung thư sớm, ung thư sớm thì chúng ta biết là nó chỉ có một vảy của vết thôi. Giai đoạn ung thư sớm thì thế nào? Bệnh nhân mở giai đoạn ung thư sớm thì triệu chứng có khi là không có, hoặc là chỉ có những triệu chứng mơ hồ, như là giống như chúng ta nuốt một cái vật vướng vào trong đấy. Thì với những cái trường hợp này thì chúng ta phải sử dụng công nghệ thôi, chứ không thể nào nói lâm sàng được, nhưng phải lắng nghe bệnh nhân. Đấy. Về mặt lúc bây giờ X-quang, đấy, thì X-quang thì trong sách, trong giáo trình chúng ta vẫn có bài giảng rồi thì vẫn phải đưa, bởi vì chúng ta là cái nước hiện nay chúng ta cái năng lực chúng ta vẫn phải sử dụng đến cái phương tiện này. Đây là phương tiện rất phổ biến trong những năm từ những năm 80 trở về trước, rất phổ biến. Nó có thể phát hiện ra ung thư rõ ràng, đương nhiên rồi, nó hẹp, nó gây ra một cái đoạn cứng đó đấy, và cái hình ảnh X-quang nó rất là rõ. Đây là khi người ta uống cái thuốc và đi vào, nó hẹp, nó tắc, nó thâm nhiễm cứng vân vân. Nhưng xin thưa các em là thế này thôi, chúng ta học cái này để làm gì, để biết rằng đây là một phương tiện chúng ta vẫn thường dùng, được nuốt cái thuốc cản quang và nó chụp cái này, em hiểu dễ hình dung thôi ạ, này rất kinh điển rồi. Cái này thì đây là cái mà thỉnh thoảng lúc khó, lúc vướng, lúc cần tìm đường dò thì chúng tôi vẫn cho uống, chứ không phải qua đi đâu, uống cái thuốc cản quang an toàn đấy, uống và để chụp xem nó dò là đâu, không có đâu vân vân, nó hẹp như nào, nó dài bao nhiêu thì có dùng. Nhưng xin báo với các em là trên thế giới hiện nay bắt đầu dần dần người ta bỏ cái này rồi, và người ta bắt đầu cấm chụp rồi, thậm chí có nơi cấm người ta không cho và không cho phép đem bệnh nhân đi chụp nữa. Em thấy không? Tại sao lại thế ạ? Em có thắc mắc gì sao? Tại vì có gì đâu, người ta có smartphone rồi thì thôi, chứ bắt đầu mấy cái điện thoại nối dây với để bàn thì giải tán bớt đi chưa, đỡ tốn dây, đúng không? Ai nó dùng cái này, thứ hai nữa là gì? Nó chỉ dùng để phát hiện những cái ung thư muộn thôi. Bây giờ người ta đang cần càng ngày càng ung thư sớm, đúng không? Những cái này dần dần phải bớt đi, mất thời gian của bệnh nhân rồi thì thôi bỏ, em hiểu không? Nhưng mà đi làm bài thi vẫn biết rồi nhé. Vẫn biết, bởi vì các em nên nhớ là thế này, tôi vẫn phải nói với các em về các xu hướng, các cái vận động của các cái vấn đề khoa học. Chứ bây giờ nếu không, các em đến lúc học ra mấy năm sau thì bảo tôi thầy giảng là không thích bài thầy, giờ ai học nữa. Người ta đã thay thế bằng cách là nội soi và sinh thiết. Thế nội soi về chi tiết nó có rất nhiều hình dạng khác nhau. Nhưng mà đây, nội soi là nó có rất nhiều hạng, cũng là dạng xùi chúng ta nhìn trực tiếp vào. Thì bên trong người ta soi lên thì người ta soi lấy cái hình ảnh là trong lòng ống thực quản ấy, đáng nhẽ thay vì nhãn bóng, nó xùi lên, hoặc là nó xùi xong nó loét, nó lở giữa, nó cứng lại. Đấy, nó chiếm một phần ống soi hoặc là nó một phần của chu vi, hoặc không đưa ống soi qua được nữa. Thế soi thực quản những trường hợp này là dễ. Những trường hợp khó là những trường hợp mà nhìn thấy cái tuổi của bé nó trải rộng, nó biến màu không rõ ràng. Đấy, đấy là những trường hợp khó. Hoặc những trường hợp mà nó không thấy sùi mà chỉ thấy nó gồ lên, hoặc nó tự nhiên tịt đường,
không đi được xuống. Đấy là những trường hợp rất khó. Những trường hợp rất bé như này, không nhìn rõ thì người ta phải phun thuốc vào, nhuộm đi, thấy không? Nhuộm những kiểu em đường đi này không biết chỗ nào rồi đó, rội nước vào đường, hoặc là chiếu ánh sáng khác biệt vào để nó nổi bật những cái mạch máu và tổ chức dưới đấy, và bắt màu dưới đây, chiếu mạch máu. Đấy là những kỹ thuật hoặc phóng đại, hoặc là dùng các cái dụng cụ để lấy tế bào để ta xem. Đấy là những cái trường hợp mà hiện nay cái công nghệ này rất tốt để tìm tại chỗ. Những trường hợp mà u rất to đến mức độ soi vào chả nhìn thấy u đâu nữa, chỉ thấy cái niêm mạc nó lồi lên, nó mắc xoắn như này, không đưa được ống soi xuống mà tiếp cận đến u mà xem nữa, thế là tưởng là u cơ thì chụp lên thấy u to tướng. Đấy là trường hợp mà chúng tôi đã gặp. Là những trường hợp khó đấy là vì u nó to lại còn to quá, đến độ nó xoắn, nó lộ phồng cái quản này ngay trong đấy. Cho nên là những trường hợp như thế thậm chí còn chưa đưa được ống soi đến cái mép của u mà soi, thế thì tưởng là u cơ. Đấy rất thú vị. Thế sau này chẩn đoán u cơ mở ra để bị vừa lành tính, thì lúc mở ra thấy nó không phải vừa lành tính nữa là ung thư rồi, nhà trong mổ thế thôi mà đã thế lại còn không cắt được. Đấy là những trường hợp khó. Tuy nhiên rất may là những trường hợp khó thì nó ít, đa phần đến ngày nay thực quản ở đoạn đầu của ống tiêu hóa, ống soi thì lại rõ, phóng đại tốt và lại đưa ống soi thực quản ở đoạn dễ, tương đối dễ, cho nên là ít ai là bỏ sót nhá. Trừ trường hợp người ta đưa ống soi rất nhanh vào trong sang quan sát dày xong rồi rút rất nhanh, trường hợp đấy cũng có thể bỏ sót. Đấy là do kỹ năng của người soi, nói chung là không khó, và một khi lấy được mẫu bệnh phẩm sinh thiết thì là người ta sẽ chẩn đoán được. Sau khi chẩn đoán được thì trước mổ người ta sẽ phải làm gì? Người ta sẽ làm đi đăng trước mổ, gồm có xác định giai đoạn bệnh trước mổ và đánh giá toàn thân, để nhằm mục đích là đánh giá cái khả năng mổ và khả năng cắt u, khả năng phẫu thuật, khả năng hồi phục của bệnh nhân, và cuối cùng là để chọn bệnh nhân là bệnh nhân này nên điều trị theo phương pháp nào và có được mổ hay không. Ta hiểu vi lăng đây tức là cái thống kê thương tổn, đánh giá toàn thể của bệnh nhân. Cái đánh giá thế này thì người ta dựa vào cái gì? Trước kia người ta vẫn dựa vào khối u này nó chụp X quang thực quản, nó nhìn hình X quang thực quản. Ngày trước ấy, khi mà còn khó khăn dựa vào X quang thực quản hết, chụp lên thế này, nếu thấy thứ nhất là thế này, nó u nó hẹp, đoạn dài quá, trên 10 phân tính là cay rồi, đó là cái thứ hai. Đó là cái trục nó gập góc, trục trên của nó u to đến mức độ cả cái thực quản nó đang thẳng lại gập góc, thế chết rồi. Cái thứ hai nữa là thằng trục trên trục dưới nó lại divert, nó đi ra hướng khác nhau, như thế cũng chết rồi. Lúc đó u nó to đến mức độ là giống như kiểu nắn đường trường chinh, đó đấy. Cong mềm mại chết, mà cong không mềm mại cũng chết, thấy chưa? Thế là nhưng mà này, một cái đường chính trị trong rồi tôi thấy nó có cong lắm đâu nhỉ, đúng không? Cong tí đúng không? Nhà bạn tôi đấy cong không? Thế là nhé, chụp các lớp vi tính. Thế bây giờ thế này, ý nói là cái đường chính trị đấy chẳng sao nhỉ, nhưng mà cũng căng thẳng rồi. Các em ở đây có quan tâm đến xung quanh không? Về đây trường y học có quan tâm không? Sau rồi đến thì kéo mấy năm nữa về trường y thì không nhận ra trường mình chết, nó lại đẹp quá nhỉ. Như hồi tôi ở đây Đại học Y Hà Nội, tôi thấy người ta cải tạo hồ bố mẹ, tôi khoái lắm, vì cái hồ này nó nhít nhát, bây giờ xong nó đẹp lắm, tôi rất thích. Bây giờ đường chính trinh nó lại đẹp lắm. Vừa rồi kỷ niệm 40 năm đào tạo nội chú ấy, em hiểu không? Rất nhiều anh về đây tập hợp vui lắm hết. Mời bọn em khoảng 30 năm nữa mà về trường phải biết nhỉ, 20-30 năm nữa em quay về trường và cuối thời ngày xưa đi 6 tôi ngồi đây tôi học này. Dạy được nào? Thu lên một tí lắm. Anh nào mà cần về cứ về nhé. Anh nào cần về cứ về. Dài ra sao? Thế chụp các lớp vi tính là một cái đánh giá thứ hai. Cái chụp các lớp vi tính này ấy, đây là một cái đại diện thôi cho một cái phương pháp hiện đại nhá. Mà cái thời năm 70-80 là không có đâu. Siêu âm lúc bấy giờ không có, nữa là chụp các lớp vi tính không có. Thế nhưng mà người ta vẫn chỉ đi mổ, nhưng bây giờ thì họ đỡ rồi, chụp các lớp vi tính. Thế chụp các lớp vi tính thì giai đoạn đầu máy nó không tốt,
nhưng càng ngày máy nó càng tốt, nó phân giải càng rõ cho nhìn thấy từng cái hạch, từng cái lớp mỡ xung quanh, từng cái lớp dính vào động mạch chủ, và nó có rất nhiều tiêu chuẩn để nói rằng cái u này có cắt được hay không. Thế thì trong cái bộ tiêu chuẩn đấy nó có là thứ nhất là kích thước này, thứ hai nữa là độ cao từ mép trên đến mép dưới u nhé, thứ ba nữa là cái đường kính kích thước này, thứ ba nữa là cái u này nó gây hẹp hay không, rồi nó xâm lấn vào những điểm nào xung quanh trong chúng ta, chúng ta đọc được. Cái thứ hai là nó cho những hạch nào, thứ ba rồi là nó dò thông vào đâu, nó dò thông vào đâu ấy là trên này nắm được. Trong đó thì tất cả những các cái yếu tố đấy người ta có những cái bộ nhận xét, từ ví dụ như cái góc tiếp xúc với động mạch chủ này, thế rồi khí phế quản này, đấy là người ta đánh giá được, thế rồi màng tim này, màng phổi này, màng tim với màng phổi, thế đấy là để xem như là nó đã xâm lấn hay chưa. Thế thì khi mà ở trong u thực quản này nó mà xâm lấn vào những cái màng ấy, ví dụ màng phổi, màng tim, cơ ngoài ấy, là phẫu thuật viên đến giờ này cắt được hết, cắt bỏ được, cấp cứu được bệnh nhân. Nhưng nếu xâm lấn vào động mạch chủ, vào thân đốt sống, vào phổi đấy, vào những gốc mạch lớn thì gần như là không làm được tiêm nữa, không làm được. Nếu di căn rộng ở trong chúng ta cũng không làm được, không tiến hành nữa. Còn nếu là di căn hạch mà có khả năng nạo vét hạch triệt để thì người ta mới lấy, còn nếu không dám hạch triệt để nữa thì bệnh nhân không sống được. Điều này nó nói lên rằng gì, là những có quan sát trên chụp cắt lớp cũng như quan sát trong mổ, quan sát bệnh nhân sau mổ, sau kết quả sau mổ, người ta mới hiểu rằng khi xem CCD cũng tốt như là khi mở ngực ra, và người ta thấy rằng nhìn thế này đủ để định ra rằng tương lai bệnh nhân có được hay không, có vùng mổ có giúp ích hay không. Đấy, cho nên là cái chụp cắt lớp vi tính đây là một cái chụp rất quan trọng. Thế rồi chụp cộng hưởng từ, rồi siêu âm nội soi, tất cả những cái phương pháp này nó đều cho giúp cho đây về kỹ năng đọc phim. Thì tôi lấy ví dụ đây, đây là một cái xâm lấn, đây là kia một cái xâm lấn, tất cả những cái xâm lấn này nó đã xâm lấn vào động mạch chủ. Chúng tôi có những cái chuẩn có để vừa đọc phân tích kỹ nhưng để đọc nhanh. Tôi ví dụ đó, u mà to đến mức độ to hơn cả thân đốt sống trên 4 cm, to hơn động mạch chủ, thế là không mổ nữa, đấy là rất nhanh. Hoặc là góc xâm lấn, hình ảnh xâm lấn thế này cũng không mổ được nữa. Tuy nhiên nói về những vấn đề này thì chúng ta thấy rằng nó có hai sự biến đổi về công nghệ như sau. Thứ nhất là máy chụp cắt lớp vi tính qua 5 tháng, phần cứng và phần mềm cũng như là cách sử dụng nó càng ngày càng tốt lên, những thế hệ máy sau cũng càng ngày càng tốt. Vì vậy mà có các công trình nghiên cứu sau nó đánh giá đi đánh giá lại, cho nên cái cách nhận định, các cái kết luận mà đưa ra sau khi chụp này càng ngày càng chính xác, đặc biệt hơn, và nó phủ nhận các kết quả cũ. Ví dụ trước kia có người nó bảo nếu mà xóa cái tạng giác mỡ này thế là bệnh nhân không mổ nữa, bỏ đi. Thế sau khi máy tốt lên nó phân tích trong cái tạng giác mỡ này không phải lúc nào xóa là bệnh nhân không mổ được, xóa nó có những cái lớp như thế nào, nhờ cái máy nó bóc tách rõ hơn. Người ta lại nói là có những trường hợp nó xóa tạng giác mỡ này nó xâm lấn nó rồi thế mà vẫn mổ được cho bệnh nhân. Điều đấy trước kia không ai công nhận, nhưng bây giờ người ta lại có công trình nghiên cứu như thế. Tại sao lại như thế? Tại vì người ta thấy thứ nhất trên thực tế nó như thế vẫn mổ được, thứ hai nữa là có những cái hình ảnh nó lừa cái người đọc, thì cái máy cũ thế hệ cũ nhưng sang cái thế hệ mới không lừa nữa, người ta phân tích tốt hơn. Đấy là tôi nói để các em hiểu là một ví dụ là công nghệ nó tiến lên thì các cái chuẩn chẩn đoán nó cũng bị nhúc nhích thay đổi, nhá, kinh điển nó thay đổi, nó chuẩn nó cũng nhúc nhích thay đổi. Như vậy là tôi nói đây là cái hình ảnh xâm lấn về kế hoạch. Ngoài ra chụp cắt lớp cũng như các chẩn đoán hình ảnh khác có đánh giá những cái thương tổn di căn hoặc là hạch hoặc là những cái bộ phận khác trong cơ thể bị ảnh hưởng di căn sang. Cái chuyện này thì các em dễ hiểu rồi đúng không? Giống như chẩn đoán về gan, cái tụy, rồi cái bộ phận hạch vân vân, phúc màng có bị di căn do màng phổi, màng tim nó bị di căn thì cái đấy là năng lực khác, đấy là đôi khi cũng không cần phải chuyên gia. Tiếp theo là đánh giá cái di căn hạch vẫn trên nền công nghệ của chụp cắt lớp vi tính. Thì người ta thấy rằng các cái hạch ở trong chúng ta trước kia là khó mà đánh giá được bằng chụp cắt lớp vi tính, nhưng sau này máy nó càng ngày càng tốt thì các hạch nó càng ngày càng được nhìn rõ hơn.
Và lúc đầu người ta cho rằng thì người ta chỉ cho công nhận những hành nào mà căng tròn và trên 7 ly đấy, là trên 10 ly là di căn ung thư. Sau đó nó rút xuống căng tròn với những cái đặc tính nó quan sát này, trên 7 ly, xong cuối cùng là bây giờ trên 5 ly, trên 5 ly đã có thể là nghi ngờ ung thư rồi. Thế và công nghệ căn đơn vi tính này có lẽ nó còn tiến bộ nữa trong những năm tới. Nó tiến mức độ là nó sẽ đánh giá được màu sắc. Tôi cho là như thế, nó sẽ đánh giá được màu sắc. Màu sắc đây không phải là màu sắc là màu thật của nó đâu, mà màu của các chất chỉ định. Em hiểu không? Màu của các thành phần nó được tiêm trước và nó ngấm giống và để nó đánh dấu, và nó sẽ có những cái công nghệ phối hợp sinh học để phối hợp cái phóng xạ để phát hiện ra các vị trí đúng là cái nào có di căn. Nó sẽ còn tiến nữa, nhưng mà đến bước này hiện nay ấy, thì hiện nay là công nghệ nó phát hiện ra là các hành di căn tương đối rõ và nghi ngờ đến 6-7% rồi. Thế thì với những cái phát hiện như thế thì cái nào là dẫn đầu? Chúng ta biết là với một cái ung thư quản như thế thì ngoài chúng các lớp vi tính có chụp gì là cộng hưởng từ, đúng không? Chúng ta thấy là các lớp vi tính tại sao áp dụng nhiều thế mà cộng hưởng từ thì áp dụng ít đấy là thứ nhất. Là thế rồi siêu nội soi thì sao? Siêu nội soi là cái gì? Đấy, là cái phương pháp mà nó cho đầu dò nội soi, siêu đánh giá vào máy nội soi và đánh giá. Như vậy câu hỏi chúng ta là tại sao mà cùng một lúc đánh giá vào siêu nội soi, chụp các lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ vân vân, thì cái nào là tốt nhất, cái nào là tốt nhất, cái nào đáng tin cậy nhất, cái nào cho các thông số quan trọng nhất, khẳng định nhất. Em hiểu rồi đấy ạ. Nội soi và sinh thiết thì định danh cho biết phải có bệnh, đúng không? Còn tất cả các phương pháp hình ảnh khác thì cho cái hình ảnh của khối u. Vậy thì cái nào thì tôi xin nói là này, chúng ta không cần khẳng định, chỉ biết là hiện nay thông dụng nhất là chụp cắt lớp. Siêu nội soi ở chúng ta cũng áp dụng tương đối sớm ở Việt Nam đấy, và máy cũng rất hiện đại. Sau đó là cho có cộng hưởng từ. Thế thì các cái máy, các công nghệ khác nhau này nó đều cho những các thông tin ở các góc độ khác nhau đều rất tuyệt vời, đều rất tuyệt vời. Và cái nọ nó có ưu thế hơn cái kia, bản thân nó ưu thế hơn. Thế nhưng mà nó có vấn đề là tất cả những các ngành đấy, các ngành công nghệ đấy nó đều cố gắng, nó đẩy mạnh phát triển, nó chạy đua, nó cải tiến máy móc, nó cải tiến cái năng lực đánh giá của nó và các chuẩn đánh giá cũng kèm theo các công trình nghiên cứu. Và nó tiến thì lúc đầu thì dẫn đầu là CT, sau đấy khi nó ra đến siêu nội soi thì siêu nội soi rất là hot, người ta dựa vào rất tin cậy. Nhưng mà về sau một thời gian thì người ta phát hiện, chỗ tôi phát hiện ra là T3, T4 thì phát hiện được, nhưng T2, T3 là không phát hiện ra được. T1 thì nhìn thấy rõ, em hiểu không? Tức là có những cái khoảng nó không nhìn phân tích được. Thế sau đấy dần dần nó tiến lên tốt hơn, nó lại phân tích được. Nhưng mà đến đấy nó dừng lại, cái độ chính xác nó không cao hơn. Trong khi đấy thì mà ở đây trường ta có giáo sư Long, Hoàng Văn Long là người đứng đầu tiên ở bên nội, làm rất tích cực, rất cố gắng. Nhưng mà vì công nghệ máy móc nó đến ở mức độ đấy thì đã tuyệt vời lắm rồi. Thế nhưng mà nó chưa kịp tiến thì bên chúng các lớp nó đã cải tiến máy. Em hiểu không? Máy của nó tuyệt vời luôn, chụp nhanh, tốc độ càng nhanh và càng đẹp. Và kết quả nó vượt lên, nó vượt lên trên công nghệ kia thôi. Đấy. Thế thì các thầy mà làm chúng các lớp vi tính cho ra kết quả với công nghệ họ nhanh hơn. Thế sau đấy thì hiện nay nó tiếp tục nó tiến thôi, và đến cái cuối cùng cứ chạy đua thế này thì cái bệnh nhân chỉ có hưởng lợi, càng ngày nó càng thấy rõ hơn. Với tôi ví dụ trong ung thư dạ dày, cách đây khoảng 10 năm tôi chẳng thấy ai nói chuyện ung thư dạ dày mà dùng máy cắt lớp để chụp ra khối u cả. Nhưng bây giờ bắt đầu khoảng 2-3 hội, càng ngày càng nhiều các bài báo. Nhưng trong 2-3 hội nghị gần đây, các tác giả các nước trong khu vực mà rất mạnh của chúng ta, người ta đã nói đến phân độ, nhìn thấy hình ảnh phân độ rõ chất của cắt lớp. Trong khi đấy hỏi thế có ý kiến về vấn đề được siêu nội soi thế nào thì bảo không, cái đấy nó tù xuống dưới, nó
không đi nhanh hơn, nhá. Giống như cái dòng sản phẩm nào nó đi nhanh hơn thì nó sẽ được ứng dụng nhanh hơn. Như vậy ở trong ung thư thực quản cũng thế, cái dòng mà sử dụng ở trong các lớp nó đi nhanh hơn phải siêu nội soi. Tuy nhiên siêu nội soi tôi tin rằng nó cũng sẽ cải tiến, nó không chịu dừng lại đâu. Trong lúc mình ngồi đấy học với nhau này là trên kia bên kia trời Tây là nó ra sức nghiên cứu cải tiến em nhé, nó đẻ ra những nghề mới, cái cú ngoạn mục mà chúng ta sẽ được chứng kiến trong những năm sau. Thế với siêu nội soi thì nó ở trong nó cũng đánh giá bằng cái hình như thế này đấy, chúng ta nhìn đây là hình cố định hình chung thôi, nhưng thực ra trên màn hình của nó là như hình quét hình radar, nó như quét radar liên tục siêu âm sóng siêu âm quét vòng tròn như radar cho chúng ta nhìn thấy những cái khối âm bất thường. Đây là động mạch chủ này, đây khối u ở T4 này, sần lấn này, đấy, đây là cái lớp trong cùng. Cứ như thế nó phát hiện, nhưng mà cái mép này thì đọc có ra gì đâu, khó lắm. Các thầy nào giỏi nhất như thầy Long có làm thì chỉ cho mình hình ảnh này thôi, tuyệt vời lắm, để cho biết T1 là tốt rồi, T4 là cái này thì thầy làm được, nhưng T2, T3 thì máy nó không hiện đâu, em hiểu? Thế thôi mình đành chịu, thế lại phải nhớ các lớp, đấy là vì thế. Thế nhưng mà rồi yên tâm rồi, nó sẽ tiến bộ. Vài năm nữa, đến năm cái hồi đầu máy cắt lớp về Hà Nội này tôi nhìn cứ chán lắm, đọc pét cả mắt, nhưng sau đấy máy ấy thẳng ngay, những thế hệ máy sau là tuyệt vời. Thế với di căn này thì siêu nội soi thì lại cũng đang tốt ở trên đấy. Ở di căn này giữa siêu nội soi thì người ta thay đổi đầu dò bằng cái bước sóng khác, cái bước sóng này nó dài hơn, nó đâm xuyên qua thực quản và nó đi xa hơn thực quản, cho nên những cái hạch ở trong vùng đánh giá lại cũng tốt. Tuy nhiên nó khó một cái là thế này, nó cho một cái hình nó đẩy từ trên xuống dưới, tùy vào cái thầy làm siêu nội soi thấy bảo là hạch ở đâu thì mình biết ở đấy, chứ không như cắt lớp chụp lên là ở đấy là cứ nằm đấy để cho anh em cùng xem, được chưa? Một cái nó lợi ở liên thang, một cái nó lợi là nó có hình lưu lại, em nhá, nó cố định theo quẹt bản đồ. Như vậy thì cái này nó cũng mạnh, nhưng mà nó lại có cái yếu của nó, trong khi đấy chúng ta lớp chụp đến đâu là bắt cứng hình đến đấy, nó rất là tốt, đến nỗi mà nó xuyên kim và để nó sinh thiết được rồi. Thế thì với những cái này thì hạn chế tuy có nhưng độ chính xác của nó rất cao. Đây là ví dụ của cái hình cái hạch đấy, nó nổi lên, em hiểu không? Cái hạch nhìn thấy một cái hạch cỡ như kia đo được đấy, và nó điều khiển được một cái kim xuyên từ trong, nếu mà thích nhé, tức là không ai đã làm luôn, nhưng mà nếu mà xuyên phát là cắm đúng ở đấy luôn để lấy mẫu, nó hoàn toàn làm được. Thế các thăm dò khác thì người ta có thể làm thì đủ các loại siêu âm để chụp cắt lớp rồi soi khí phế quản, tức là gì, một ống soi mềm khác không phải ống soi mềm vào thực quản đưa vào trong mũi này. Đấy là bệnh nhân phải gây mê đê gây mê tí nhá, mê tí mạch thì cho vào đường thở, soi trong đường thở khí phế quản hai bên để xem là nó có chèn ép hay nó lấn không. Nếu nó chèn ép nó lấn vào thì coi như bệnh nhân này không mổ được nữa rồi, đó là không mổ được, trong hiện tại là không mổ được, còn sau này thì sau công nghệ nó thay phổi đâu biết. Rồi siêu âm vùng cổ tìm hạch di căn ở cổ, siêu vùng cổ thì là dùng đầu dò đặt lên cổ để siêu âm tìm hạch di căn ở cổ. Tuy nhiên là chỉ có những cái ung thư ở tầng trên của thực quản nó mới di căn cổ, còn những ung thư ở tầng dưới di căn cổ là ít. Tuy nhiên nói thì nói như thế, đấy là mình hiểu trên thực tế, nhưng về mặt nghiên cứu khi cái nhóm nghiên cứu ở các nước có đông bệnh nhân đấy, người ta siêu âm đồng loạt hết, tất tần ai vào cũng siêu âm thì nghiên cứu như thế, cho nên người ta mới biết là cái anh ở dưới không di căn cổ, không làm sao mà biết được. Trong nghiên cứu nó có một cái ác là anh phải làm mới biết này, không làm không nói không biết được. Để tiếp tục là siêu âm bụng, siêu âm cổ thì mạch di căn, và áp dụng rất nhiều các thứ khác để tìm. Xin lỗi, trên cái hình trước ấy nó có cái hình này để tôi nhắc luôn, chụp x quang phổi để tìm di căn phổi thì xin nói luôn là x quang phổi ở đây ấy, em cứ hiểu dần đi là chụp cắt lớp phổi với một cái bệnh nhân ung thư ở ngực phổi đấy, thì để mà tìm được di căn ấy, cái phim x quang phổi thông thường ngày trước chúng ta vẫn dơ lên ta đọc với nhau ấy, em nhớ cái phim đấy xin thưa các em phải dần dần bỏ, không ai dùng ở đâu, ít lắm, hoặc là chỉ để xem sương sườn thôi nhé.
cái phim đấy mà để nhìn thấy ung thư ấy, thì là sắp chết đến nơi rồi. Và muốn giải phẫu xung quanh phổi này, thì xung quanh phổi chúng ta lớp ung thư quả chụp cắt lớp trung thân, mở cửa sổ phổi ra xem phổi em nhớ, chứ chụp gì thì phim thường chụp bụng bụng ngực phổi chụp cắt lớp cả sọ não luôn để xem có gì cần não không, vân vân, không phải quét xem có gì cần xương không, chứ không dùng những cái công nghệ thấp nữa. Dần dần người ta những cái gì thấp người ta sẽ được bỏ đi thôi. Còn là xạ hình, lớp cắt lớp, PET scan, rồi là những cái này, cái công nghệ này rất tốt, hiện nay đã có hết rồi. Tuy nhiên càng ngày càng phải cải tiến. MRI chụp cộng hưởng từ thì cũng có cộng hưởng từ scan và người ta cũng quét, và càng ngày cũng càng cải tiến để cho đến khi nào mà người ta nắm bắt được tất cả các vị trí ung thư di căn thì thôi. Cuối cùng là một cái biện pháp mà trực tiếp nhất đấy là soi ổ bụng và soi đầu ngực. Soi bụng và soi đầu ngực thì xưa kia người ta cũng đã ứng dụng để chẩn đoán cho những bệnh nhân trước mổ. Tuy nhiên bây giờ chúng ta hiểu rằng cái thùy này ấy, thường để thuận tiện người ta ghép luôn vào trong mổ. Trong mổ tức là chính là trong cái thùy đầu của mổ ấy, là người ta đưa máy soi, nội soi vào các khoang để ta soi. Thế thì chúng ta hiểu thế nào? Có những bệnh nhân mổ nội soi thì đương nhiên là thùy đầu thì coi như chẩn đoán. Nhưng những bệnh nhân mổ mở thì sao? Chỉ nhẹ soi trước xong rồi mổ mở, đúng thế thật. Tức là có nhiều nơi người ta quyết định là thùy đầu chỉ mất 10 phút đưa máy nội soi vào để đánh giá trước, trước khi mổ. Nếu không mổ được thì thôi, không làm mổ nữa, mở nó đau lắm. Thế là người ta làm thống nhất toàn bộ. Như ở Pháp hiện nay đã bắt đầu làm rồi, Nhật tự nhiên là. Thế còn lại thì những nước nghèo thì tự nhiên này đang nghe đang não mổ làm mất 2 triệu thêm nữa, thêm phí tốn. Tức là nghèo là hay lấn bấn lắm. Thế cho nên là khó nói. Nhưng mà nói chung là chúng ta ở đây có một phương châm thế này. Sáng nay có người giao ban ở môi trường không nhỉ? Em có thì thầy Hưng thầy hỏi ấy. Thầy bảo là thế có thai này rồi chẩn đoán ấy, phải làm thế nào thế nào. Tôi có quan điểm thế này. Thầy nói thì đúng rồi, tôi có quan điểm này. Thứ nhất là chúng ta học đi lâm sàng, học những cái này, học trên thực tế. Chúng ta sẽ học những các cái thực tế hiện nay của đất nước, của bệnh viện chúng ta đang hạnh phúc được hưởng. Em phải chăng? Nhưng đồng thời chúng ta cũng phải học cái gì? Chúng ta vừa đi học với cái công nghệ, cái tương lai cái mới, cái hướng sắp tới phát triển 10 năm nữa. Bởi vì 10 năm nữa em mới thạo nghề, đúng không? Mà em phải thạo cái của 10 năm tới, chứ không phải em thạo nghề của cái ngày hôm nay mà người ta sắp vứt bỏ đi. Cho nên một mặt khuyến khích em là thành thạo thực tế, một mặt em phải lường ra trước những cái gì nó sẽ có trong 10, 15 năm nữa, thấy không? Để mà học theo cái đấy, chuẩn quốc tế, chuẩn chung. Ví dụ như là cái bệnh nhân có thai là người ta phải mổ nội soi, thấy không? Nội soi phải bằng được thì thôi đấy, chứ không cố gắng bỏ mọi cái khác đi để mà mổ đấy. Thế thì thế này, quay trở lại thì tất cả những các cái công nghệ này và các cái soi bụng đầu ngực này, thế về nguyên tắc ta có thể học, ta nói là cũng được. Ở nước nước nào thì không làm như thế, không phải chúng ta không làm là vì chúng ta chưa đủ điều kiện thôi. Chúng ta sẽ phải dần dần phải hiểu rằng rồi nó sẽ làm đấy, thậm chí cái độ soi rồi nó sẽ bỏ cả độ soi, có khi còn không làm độ soi. Đến khi một tiến mổ robot rồi thì không ai làm độ soi nữa. Giống như ngày nay chúng ta dùng smartphone, điện thoại di động rồi, chưa nói smartphone điện thoại cục gạch thôi đấy, nhưng mà cái máy paging ấy là cái máy nhắn tin. Các em có biết cái máy không? Không biết đâu nhỉ? Không biết, các em còn không biết. Tức là trước khi có cái máy này, có máy điện thì bà nó còn có cái máy gắn ở đây, nó rung rung, nó tít tít, nó chả có cái tiếng nói gì đâu, nó cứ tít tít, nó có dòng chữ điện đây, nó gọi là paging machine. Paging thì gọi là beep, beeper. Nhưng mà bọn tôi đi trực bệnh viện ấy, bạn đeo này này là văn minh lắm. Trước đấy là biến pháp, xong rồi đeo này này. Ví dụ tổng đài nó gọi là mở là beep beep, là mày ra phòng khám xem cái gì đấy, nó nhắn là, xong rồi bảo gọi điện về số 235 ở tầng 3 để có bệnh nhân thuốc yếu, em chạy ra điện thoại cầm gọi về nhá. Thế tôi nhớ là cái ngày mà người ta khai tử cái máy đấy thì người ta tuyên bố khai tử tất cả khách hàng đến mỗi thằng cho cái điện thoại cục gạch để thay cái máy đấy chuyển thành thuê bao điện thoại di động. Chuyện có thật đấy, Hà Nội này. Thế tôi mình cảm nhận là khi mình đã có công nghệ mới thì nó sẽ buông tay công nghệ cũ, không ai dùng nữa đâu, em hiểu không? Thế thì những điều là mình nói đấy rồi nó lại thành hiện thực đấy. Về đánh giá khả năng mổ thì thế này,
với một bệnh nhân sau khi một đêm thực quản, tôi các em nghe chi tiết, tôi nói nhanh chi tiết thì các em không kịp ghi đâu nhá, tôi cần các em hiểu đấy. Nếu ai không hiểu cái gì ta trao đổi luôn nhá, nếu ai không hiểu thì ta sẽ trao đổi luôn giữa bài, nhắc lời đứng dậy và hỏi luôn đi nhá. Đấy là học hành của thế không quan trọng nhá. Thế đánh giá khả năng một thì đây là một ví dụ, đây là một ví dụ như là người trên 60 tuổi nghiện rượu thuốc lá hay không, số suy kiệt hay không, đánh giá toàn thân thế nào, và cuối cùng là tổng hết tất cả các thông tin người ta thu được từ máy móc, từ lâm sàng, chọn xem bệnh nhân này có mổ được hay không, em hiểu không? Thế thì nói về đánh giá khả năng mổ, đây là một ví dụ, đây là một ví dụ, ví dụ đây là một ví dụ là những cái vấn đề của bệnh nhân như thế. Thế nhưng mà trong thực tế trên điều trị bệnh ung thư thực quản, ung thư tụy, ung thư dạ dày, chọn bệnh nhân để mổ nội soi, chọn bệnh nhân để làm công nghệ cao vân vân, thì nó có một vấn đề thế này. Bao giờ người ta cũng đưa ra những cái tiêu chí, tiêu chuẩn để chọn những bệnh nhân an toàn, đủ sức chịu đựng, còn có khả năng mổ, mổ sẽ đem lại lợi ích. Tuy nhiên sau một thời gian khi làm nhiều, người ta mới nhận thấy rằng những cái yếu tố mà đưa ra để chọn lựa này này, các nghiên cứu nó sẽ cân nhắc và nó đã thấy rằng có một số những chỉ định và chống chỉ định hoàn toàn là mang tính lo lắng và định kiến của những người đi trước, em hiểu không? Sau khi nghiên cứu xong, người ta thấy rằng cái vấn đề ví dụ trên 60 tuổi là tôi không mổ nữa, dưới 60 tuổi tôi mới mổ, em hiểu không? Đấy là định kiến, đấy là định kiến trên một giả thiết đã bị bác bỏ và nói rằng 70 tuổi vẫn còn mổ được, trên 70 tuổi bắt đầu cân nhắc, em hiểu không? Bởi vì sao? Người ta bảo tuổi thôi, hoặc là ví dụ suy kiệt, suy kiệt là thế nào, mức độ nào của suy kiệt thì người ta mới không mổ, thấy không? Suy kiệt ở mức độ nào, có hồi phục không, dinh dưỡng có kéo lại được không, cơ chất thế nào thì người ta mới không mổ, chứ không phải cái nào cứ suy kiệt tất tật gom vào cho một bản án thì đấy là không mổ được. Cho nên có những cái chỉ định và chống chỉ định trước đấy, nó ví dụ tiểu đường nhá, tiểu đường thì có mổ được thực quản không? Sợ chứ, nếu chúng ta không khống chế được, những cái tiểu đường mà chúng ta khống chế điều chỉnh tốt, cao huyết áp điều chỉnh tốt, bệnh tim có mổ được không, điều chỉnh tốt người ta vẫn có thể vượt qua được. Đấy là chỉ là định kiến thôi, tuy nhiên không phải ai cũng làm được vượt qua điều đấy, đấy nhớ là như thế. Cho nên tất cả những cái tập hợp để nói lên khả năng mổ và chọn bệnh nhân mổ hay không, nó là một cái tương đối, có những chống chỉ định tuyệt đối, có những chống chỉ định tương đối. Về điều trị ung thư thực quản, với ung thư thực quản như thế thì câu chuyện điều trị nó sẽ phải là như thế nào? Người ta điều trị nghĩa là người ta chọn tất cả những bệnh nhân có khả năng điều trị ra để người ta phẫu thuật cắt bỏ thực quản và phần u thực quản đi và cái phần bị bệnh đi, sau đó tái lập hệ thống thông, và kèm theo là rất nhiều nguyên tắc của điều trị. Thế thì về câu chuyện ở nước ta thì như sau, tôi thấy này, những cái năm khoảng 70-80 là rất khó khăn. Lúc đấy giờ tôi nhớ là một ca thực quản có những cái ca mà mổ từ sáng đến tận tối, mất kín một ngày trời luôn. Có những bệnh nhân mổ thực quản kéo dài thành ra 2 thì 3 thì 4 thì 4 cuộc mổ thì xong, cách ra mấy tháng sau cái ung thư quản. Tại sao như thế? Vì lúc đấy là trình độ hồi sức cấp cứu, trình độ phải nuôi bệnh nhân, nuôi dưỡng bệnh nhân ấy, phục hồi, khả năng phục hồi bệnh nhân, khả năng của kỹ thuật làm cắt nối hoàn toàn thủ công, không có một tí máy móc, mấy khi máy móc và đồ dụng cụ, material, tức là vật liệu để làm những cái phẫu thuật đấy và vô cùng thô sơ ít ỏi, cho nên người ta chia ra như thế. Thế rồi là các kỹ thuật lúc bấy giờ mò mẫm, lần mò là đi từng bước thận trọng một, lúc thì lấy dạ dày, lúc thì lấy đại tràng lên để thay cái quả, làm thử nghiệm và đại tràng thì lại phải có kháng sinh, kháng sinh ngồi đấy thì không tốt, yeah. Phương tiện nội soi thì không có, thủ mạch thì không có, cứ làm dần thì khó vô cùng tận. Thế nhưng mà những bước chậm chạp vẫn tiến lên, cho đến những năm nhờ sau những năm 90 thì bắt đầu đã đưa một cửa, nên là mọi người đi học về vật liệu tốt hơn, hồi sức cấp cứu tốt hơn, thì bắt đầu mới có những các cái phương án mà chúng ta thu thập được từ nước ngoài được triển khai dần dần và dần dần
loại phẫu thuật thứ nhất, loại phẫu thuật thứ hai, loại phẫu thuật thứ ba, hết loại này đến lại chắc lại là loại kia. Cuối cùng hiện nay đã tập hợp được tương đối tốt các loại phẫu thuật, đầy đủ các loại phẫu thuật để cắt các phương án khác nhau để cắt một cái thực quản và để cắt một khối u. Thế tôi sẽ chỉ mình tóm tắt thêm một chút để các anh chị em hiểu. Sau đó thì con số làm việc nó vẫn chưa nhiều mà bệnh nhân mổ xẻ rất vất vả. Tiếp theo là hóa chất và tia xạ tham gia. Hóa chất tia xạ tham gia làm cho bệnh nhân sống tốt hơn một chút. Tiếp theo nữa là gì ạ? Chúng ta thấy là mổ thực quản quá vất vả và rất cực nhọc. Một ca thực quản từ sáng đến khoảng 2 giờ chiều xong, mới mổ xong, quá vất vả. Tiến lên giai đoạn nữa là giai đoạn bắt đầu có máy nội soi. Có máy nội soi của gây mê hồi sức tốt thì người ta bắt đầu mổ nội soi, thực quản của nội soi, tất cả những phương pháp cũ. Có những phương pháp cực nhọc, nặng nhọc quá, dường như không ai muốn mổ nữa, bắt đầu giảm số lượng mổ đi. Khi có máy nội soi thì phương pháp đấy lại được phục hồi, là bởi vì phương pháp đấy là phương pháp tốt nhất nhưng mà cực nhọc nhất, không muốn mổ nữa, không làm, không mổ nữa. Nhưng khi có máy nội soi vào thì người ta lại phục hồi lại được phương pháp đấy một cách nhẹ nhàng. Em hiểu không? Biến cái không thể này cái có thể. Thế là cuối cùng phẫu thuật lại được phục hồi. Bây giờ hầu như tất cả các bệnh nhân được mổ nội soi, trừ một số ít mổ mở theo phương pháp Oerlinger. Như vậy thì các phương pháp phương án kỹ thuật để mổ cho một cái thực quản này, nó là một tổng hợp rất lớn các phương pháp và những kỹ thuật rất lớn đấy, và càng ngày càng được hoàn thiện. Nguyên tắc của nó là gì? Các thực quản rộng rãi, hết thực quản phần bị bệnh. Thứ hai là các tổ chức liên kết và hạch xung quanh người ta nhất định phải nạo vét hơi cho sạch sẽ. Cái thứ ba là phải chiến căn, cùng một thì phải chiến căn. Trong một thực quản người ta đã nghiên cứu thấy rằng nếu anh không làm chiến căn, chỉ lấy khối u và vẫn để lại một phần u thì đừng có mà làm. Để làm như thế bệnh nhân nặng nề lắm mà rồi vẫn chết đấy. Phải, và hai nữa là sau khi cắt xong thì làm một thì người ta làm một thì bỏ người ta hai thì rồi, trừ một số trường hợp bất khả kháng. Thứ ba đó là chiến lược mổ hợp lý để giảm tử vong của biến chứng. Cái này là phải có một sự sáng suốt. Những chống chỉ định thì chống chỉ định gồm có tình trạng hô hấp này đấy, hô hấp nặng thì không mổ được, tim mạch nặng không mổ được, tiền sử mổ tiền nội soi để đau tức được khâu được vân vân. Những cái này đây như tôi vừa nói có thể là những cái chống chỉ định tương đối, có thể là chống chỉ định tuyệt đối. Thế rồi suy gan nặng đấy. Đấy. Thế thì các phương pháp thì gồm có nhiều loại, trong đó có những loại đã bỏ. Ví dụ đây là phương pháp Swiss, tôi giới thiệu tên trước nhé, xong rồi tôi sẽ tóm tắt giải thích sau. Thứ nhất là phương pháp Swiss, đây là phương pháp của người ta cắt cái phần dưới thực quản và cái phần dạ dày, đi được ngực lôi cái dạ dày lên, cắt gọn cái dạ dày lại, cái phần trên thực quản trong các u xong rồi nối giữa cái thực quản và cái dạ dày lại với nhau như đi được ngực. Cái phương pháp này ấy, là cái phương pháp mà mổ tương đối gọn gàng đấy, nhưng mà nó có những nhược điểm rất lớn. Thứ nhất là nó một bụng da chỉ có chết vì toàn làm ngầm trong ngực, miệng nối trong ngực. Cái thứ hai nữa là phương pháp này làm với một diện hẹp cho nên là thường xuyên bỏ sót thương tổn là tái phát. Cái thứ ba là nó trào ngược. Và trong một nghiên cứu lớn nhất vừa rồi thì các tác giả trên thế giới người ta bảo không nên làm phương pháp này nữa, phương pháp này nên cấm, không cho làm nữa, cấm. Tuy nhiên các em chú ý rằng có một số phương pháp trong lịch sử là lúc đầu người ta không làm nữa để chứng minh là không tốt, cấm. Nhưng vì những ưu điểm vốn dĩ của nó, em hiểu không? Và những nhược điểm này khi một thời điểm nào đó công nghệ nó tiến lên, nó tốt hơn, nó giải quyết được những nhược điểm và nó duy trì lại được công nghệ, được cái ưu điểm, có khi nó quay trở lại, nó quay trở lại với một cái bộ dạng khác, em hiểu không? Rồi tôi sẽ kể cho anh nghe về vấn đề này. Tiếp theo là phẫu thuật Lewis Sandin. Phẫu thuật Lewis Sandin là người ta gì? Người ta làm nào? Người ta đi vừa đường ngực vừa đường bụng. Người ta cả ngực cả bụng luôn. Như vậy là mở được cả hai nơi chứ không phải như suy một nơi. Cả ngực cả bụng. Cắt gọn cái dạ dày lại. Cắt cái thực quản đi, tương chừng không đưa cái dạ dày lên, cái mỏ dạ dày lên nối với cái thực quản, cái phần nào lại đấy. Như vậy người ta nạo vét được rộng hơn, cho ung thư thực quản một phần ba dưới rất tốt. Và với cái miệng nối như thế nuôi rất tốt thì hai miệng nối nó gần nhau, cắt nó vẫn còn đủ dài
chứ không nhìn như lên cổ, nối trong đường được rất tốt. Nhưng mà có một nhược điểm, đấy là chẳng may nếu mà nó có bụng ra một phát thì là chết, bởi vì bụng ở trong ngực gần như là chết. Mà thực quản, nối thực quản dù là an toàn thì nó vẫn có khả năng bụng. Cho nên bây giờ có nơi làm, có nơi không làm. Đấy, có nơi làm, có nơi không làm. Và nó lại phải mở bổ mở nữa, cho nên người ta cũng không làm. Đấy, đây là người ta cắt thực quản xong người ta đưa dạ dày lên nối. Đưa cái phần dạ dày, cái mỏ dạ dày kéo thốc lên đấy, cắt bớt đi, nối lên. Ờ, một phẫu thuật khác là phẫu thuật Akiyama. Phẫu thuật Akiyama này là một giáo sư ở Nhật Bản, ở Tokyo, một bệnh viện tư nhân. Bệnh viện tư nhân này là bệnh viện nổi tiếng thế giới và rất là tốt. Bệnh viện Toranomon ở Minatoku. Thì giáo sư Akiyama mất được cách đây vài năm. Khi mà tôi sang bên Nhật, tôi cũng rất may mắn lại được gặp khi vẫn còn sống. Thế xong rồi thì tôi mới thấy là thì cái phẫu thuật này, đây là một loại phẫu thuật được nghiên cứu, do nghiên cứu cách kỳ công, nghiên cứu chất của người Nhật, làm một cách hoành tráng, rộng rãi, rạch thế này, một là đường cổ này, hai là ngực này, mở cái ngực này ra, rạch cái cổ này ra, rạch cái bụng này ra, ba đường, cả ba đường tấn công cùng đi vào để cắt thực quản. Thực quản được cắt từ cổ cho đến tận hết qua dạ dày, đến cắt dạ dày, cắt hết. Còn cái dạ dày ấy, ông cắt gọn cái dạ dày dài lắm, giống như một cái ống dài ấy. Đó là một cái gastric conduit, tức là một cái ống dạ dày thay thế. Cái ống này, dạ dày này được đưa lên sau xương, sau xương nhé, đưa lên tận cổ, kéo xuống lên cổ, không phải thực quản. Để làm được một cái phẫu thuật này thì làm ngoài đi ra như thế thì ông còn nạo vét hết hạch ba vùng, nạo vét vùng bụng, nạo vét vùng ngực, nạo vét vùng cổ, đúng không? Tức là đúng theo nguyên tắc là làm cần gì làm đấy, làm hết mức kỹ lưỡng như người Nhật làm mọi việc trên đời này, ha, như chế tạo Honda nào, làm rất kỹ như thế, rất kỹ lưỡng, cẩn thận như thế, ba vùng, đấy, làm như vậy. Và ông ấy để làm được việc như thế thì ông phải nghiên cứu về giải phẫu, nghiên cứu về ung thư, ông nghiên cứu về tất cả mọi thứ về hạch, và ông bơm thuốc cản quang vào trong mạch dạ dày để ông chứng minh rằng tôi cắt cái dạ dày gọn lại như thế thì cái ống dạ dày lên nó nuôi một những mạch nào, mạch máu nó đi ngầm trong thành dạ dày như thế nào, chụp ảnh lên để thấy rằng là sức sống của cái quai dạ dày đưa lên cổ là nó sống được, nối lên trên cổ đấy. Thế sau khi mà làm xong như thế rồi thì bệnh nhân kết quả cứu được rất tốt. Nhược điểm của nó là gì? Phẫu thuật lớn quá, như tôi nói đấy, lớn quá. Mà nó lớn này làm mệt mỏi lắm. Tôi đã chứng kiến cả người Nhật, cả người Việt làm phẫu thuật này đều rũ ra bị mệt, vì mệt lâu quá. Nhưng nhận bệnh nhân thì nặng bởi vì phải rạch cả bụng, cả ngực, cả cổ, cả ba vùng, lại đã vét nữa. Nó vét ở đây là còn bỏ cổ, ở Việt Nam không qua vét cổ đâu. Ở bên Nhật là quá nhi chú u, nó vét hết, rộng tuếch cái cổ này ra, nó vét chức năng, thấy chưa? Thế thì nếu mà làm như thế xong thì nặng quá, bệnh nhân thì phẫu thuật khó quá, cầu kỳ quá. Thế nhưng mà đây là một phẫu thuật mà đỉnh cao nhất, hoành tráng nhất, thấy không? Hoành tráng nhất, kết quả nhất. Sau đó bệnh nhân dùng cái hóa chất thì sản càng tốt. Thế từ phẫu thuật Akiyama vì vậy là một phẫu thuật rất nổi tiếng trên thế giới. Nói đây các em có hiểu không? Cứ nghe cho nó vui thôi, không hiểu cũng không sao. Vì hiểu thì chỉ biết là tôi nói một cách rất nông, tức là một cách rất chung chung để các em hiểu vấn đề thôi, về mà đọc sách, em hiểu không? Chứ không cần các em phải ghi nhớ hết những chi tiết bây giờ, bởi vì học đại học là chúng ta học cái xu hướng, những cái vận động chung, những cái cưỡi ngựa xem hoa, những cái đại cương review thôi, em hiểu không? Chứ không ai bắt em học nghề cả, cho nên các em cứ yên tâm thoải mái mà nghe, khi là điểm cao lắm. Đấy thì là vấn đề như thế. Thế tiếp theo là bây giờ phẫu thuật Akiyama nặng thế, cứu bệnh nhân được thật, nhưng bệnh nhân nặng có phải ai bệnh nhân nặng thích hợp tham gia được đâu. Thế thì giáo sư Oringer ở bang Michigan
nghĩ ra một cách phẫu thuật khác. xin lỗi, cái phẫu thuật của giáo sư Akiyama nó có một cái điểm hay là miệng nối nó nằm trên này nhé, nó không nằm trong lồng ngực, nghe được không? Sau mổ dù mà chẳng may mà nó bung miệng nối hay dò miệng nối ấy, cứ tách cái hết này ra, phát cái cơm nó lại dò ra đây, thì bệnh nhân không chết đâu, bệnh nhân chỉ ngắt ngoài thôi, cho mấy hôm sau tôi làm sạch đi nó lại hết, nó hẹp một tí thôi nhưng mà nó lại liền lại, không ai chết cả, dò nhưng không chết, chứ nếu mà bụng ở trong này là chết, đúng không? Đấy, nó hay ở cái chỗ đấy, nó hay ở cái chỗ là không chết người. Không chết, chết thì hốt thôi. Thế nhưng mà vẫn nặng. Nhờ, giáo sư Oringer mình nghĩ rằng cái cách phẫu thuật thế này đó, bây giờ nếu mà làm nên nặng quá, những cái ông mà không mở ngực được, hô hấp kém. Đấy mà bây giờ người ta bị ung thư thực quản, không mổ không được. Đấy nhá, mổ thì nặng. Thế bây giờ làm nào, ông bảo làm này này. Ông mới rạch một phát ở cổ, mở cái đường cổ ở trên, ở bụng rạch ở đường bụng, đúng không? Không mở ngực nhé, qua cái lỗ hành ấy, bắt đầu tách cái dạ dày ra, cứ thế lấy tay đây này, cho cái tay này không cần nhìn đâu, tách trước, tách đằng sau, đằng trên cũng tách, bằng cái que kia đẩy xuống cái này, mò thôi. Nếu mà lột được hết cái thực quản là không rách không thủng gì hết, nếu mà thủng rách thì chết, mà khéo đằng sau bóc hết mò cái thực quản trong này, nạo vét hành tương đối thôi, không cần nhiều, chỉ cần nạo vét hành đến ngã ba cái phế quản là cùng, không cần nhiều, ít không. Như vậy thì theo nguyên tắc ung thư thì sao? Là thiếu một phần nạo vét này, đúng không? Không nạo vét này, hay nói đúng ra chỉ nạo vét hành vùng bụng thôi, và nạo vét hành ở một tí ở vùng ngực, gọi là 1,5 vùng thôi chứ không phải 2 vùng đâu. Thế thì ông nghĩ ra cái này để ông điều trị cái gì? Đầu tiên là để ông điều trị cho cái ung thư thực quản mà nó rất cao ở trên cổ này, thì ông nạo vét ở trên cổ, nghe được không? Và ung thư ở hạ thanh quản hạ họng, những cái ung thư ở cao ấy, không liên quan thực quản, cắt thực quản không ung thư trước. Sau rồi ông nghĩ là vậy thì ta dùng cắt thực quản phần ba dưới, phần ba dưới cũng ở đây mà, ta nạo vét hành bụng và lấy được phần thấp thôi. Nó lợi là thứ nhất là vào bụng biết được ngay là ung thư này có chiến được hay không chiến. Chứ đi ngực thì với xuống dưới là khó. Ta đi ở bụng là xem thứ nhất là anh em có chiến được hay không. Thứ hai nữa là tôi lấy ung thư thực quản ở bụng này, đấy, thì tôi nạo vét luôn hành của bụng. Nó có lên trên đâu, nó không lên cổ. Thế là bệnh nhân kết quả tốt, hô hấp không sao, chỉ mổ mỗi hai đường thì thôi, đoán đường ngầm, đúng không? Sau đó ông ấy làm cũng lại giống ông Akiyama, cắt cái dạ dày nó gọn lại, luôn lên trên cổ, nối ở trên, hoàn toàn không phải mở được gì hết. Nếu chẳng may nó rách màng phổi một tí, cho cái ông dẫn lưu để 3 hôm rồi rút. Như vậy là với cái cách này là cách đào hầm. Cái đào hầm này nó là tạo ra phẫu thuật nhẹ nhàng hơn, nhanh chóng hơn, gọn gàng hơn. Tuy nhiên nếu như chúng ta sót hành ở đây, bệnh nhân sẽ sống ít hơn. Chứ ông quan điểm là thế này, ung thư thực quản mổ được là tốt rồi, không cần phải cho đến mức độ bắt người ta phải trải qua một cái challenge, cái thử thách kinh khủng là mổ ba vùng. Vì vậy mà phương pháp này nó có những ưu điểm của nó là cuộc đời nó đơn giản, nhẹ nhàng hơn, phải không? Đấy, người ta đi nốt phần đời còn lại bằng một con đường nó nhẹ thôi, không cần phải đến nỗi căng thẳng quá. Thế tất cả những phương pháp này và đã song hành một thời gian, đây là cái hình ảnh người ta cắt cái dạ dày gọn lại đấy, để người ta đưa lên cổ, người ta nối thế này, và những phương pháp này nó song hành một thời gian, nó cứ kéo dài mãi cho đến khi mà người ta làm được rất nhiều các vấn đề khác, bệnh nhân nhiều cái để cứu sống. Rồi những người khác người ta lại còn nghĩ ra là trong trường hợp dạ dày mà hỏng, ví dụ dạ dày không sử dụng làm ống được thì người ta dùng cái gì ạ? Người ta dùng đại tràng, đấy không? Giống như ở chúng ta, người ta dùng gì ạ? Dùng ruột non, một đoạn ruột non đến ghép. Người ta dùng gì ạ? Một phạt da. Thậm chí trong sách của thầy Akiyama có cái hình của người làm cái bypass, cái đường tránh ấy, đường tránh thành phố, gắn vào cổ ống silicone chạy xuống bụng, chui vào dạ dày, tức là cứ ăn một cái đấy, cứ ăn vào đến mồm ra đến cổ nó chạy theo cái ống này, nó chui vào dạ dày và tiếp, như là tôm của Jerry. Thế nhưng mà vẫn chơi được, có cái ảnh đấy là thôi. Và tôi trong cái quyển này
Thế thì có những người khác người ta lại dùng ống nhựa này, dùng đại tràng này, đại tràng đâu nhỉ, ống như đại tràng này. Có cái ống bằng đại tràng đây. Đây là cái gọi cái đại tràng dài không? Đại tràng ngang hay đại tràng phải dài ngoãn. Có một cái mạch đuôi cũng thế, kéo dài ra, đưa lên ngay. Trong trường hợp dạ dày không có thì chơi cái này. Như vậy là người ta vẫn kiểu gì vẫn làm cho bệnh nhân được. Thế thì trong tất cả những cái phẫu thuật kia nó song hành là nó bắt đầu nó mới tiến hành hết. Thế nhưng mà người ta thấy là các phẫu thuật này đều có vấn đề hết. Akiyama thì là rất nặng nhọc, bệnh nhân rất nặng. Origer thì lại không lấy được hết hạch mà lại làm mò. Đấy. Thế khi có phẫu thuật nội soi ra đời, tất cả những phẫu thuật trên có xu hướng được thay thế bằng nội soi hết. Thay vì người ta mở toang cái ngực của bệnh nhân ra thì người ta cho máy nội soi vào, người ta soi, người ta làm bằng dụng cụ. Thay vì mở bụng ra thì người ta cho máy nội soi vào để người ta lấy dạ dày ra bằng máy nội soi. Đấy. Thay vì phải đi đường bụng lên, đục lên thì người ta dùng máy nội soi, người ta đi lên như Ollinger làm mò. Nhưng mà sau đó thì người ta cải tiến. Đấy, như ở phòng 34 chúng tôi có những bác sĩ ngay từ hồi bằng tuổi tôi, nó trẻ anh em thì anh phó khoa anh nghĩ rất nhiều dụng cụ, từ những sắt thép rồi là thứ nâng cái thành bụng lên, nâng thành ngực lên để đi vào, tức là mổ theo nguyên lý của Ollinger nhưng mà dùng máy móc soi vào để nhìn, gọi là under visual control dissection under visual, tức là phẫu tích dưới con mắt nhìn. Đây là về mặt kỹ thuật ấy, tức là người ta phẫu tích cũng theo như của ông nhưng mà trong khe hẹp, người ta phẫu tích đâu có nhìn đến đấy, nó tia được mắt theo và không có biến chứng gì hết, nó cái này đến tận ngã ba. Nhưng mà nếu mà sử dụng máy nội soi người ta cũng đi lên như thế, và sau này có lẽ nếu dùng máy robot người ta sẽ chiến thắng được tất cả những chuyện này. Sau khi áp dụng máy nội soi là tất cả những các cái kỹ thuật ở trên đã được thay thế bằng máy nội soi và bệnh nhân đã trở nên nhẹ nhàng, cuộc mổ diễn ra nhanh hơn. Và bây giờ các em rất hiếm khi, ít khi nhìn thấy một bệnh nhân thực quản được mổ mở, hiểu không? Cũng giống như bây giờ rất ít khi nhìn thấy cái ruột thừa mổ mở, đúng không? Rất ít khi nhìn thấy. Ngoài ra người ta phối hợp với xạ trị và hóa trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên xạ trị và hóa trị ở nước ta hiện nay bây giờ chúng ta vẫn đang rất khó khăn. Rồi hóa trị thì sao? Hóa chất đắt đỏ, rất đắt, thật sự nói chung là rất đắt so với thu nhập quốc dân. Xạ trị thì sao? Máy móc và công nghệ khó quá. Cách đây với chúng ta, thế giới người ta tiến xa lắm rồi. Và chúng ta thì hiện nay bây giờ đang khó lĩnh hội. Vì chúng ta muốn chơi công nghệ phải có tiền. Các em có hiểu không? Công nghệ phải có tiền. Em có thể chơi iPhone S7 được không? Mà không có ít khoảng 2-3 triệu sao mà chơi, đúng không? S6 cũng khó lắm. Không có công nghệ không được. Trong khi người ta công nghệ hôm qua, hôm cách đây 2 hôm, tôi nhìn thấy các giáo sư người Nhật sang, họ chiếu hình ảnh người ta tia xạ của ung gan ấy ở chỗ hội trường tầng 3 này. Không thấy có em nào lên ăn bánh không? Hả? Hôm nay một lúc sau rồi thấy sinh viên lên nghe ké không ăn bánh nhiều lắm. Thì là bệnh nhân thở này nhá, thở này khối u nó cứ lên xuống theo nhịp thở. Cái detector ấy nó phát hiện là u lên u xuống thì cái nguồn xạ lên là nguồn xạ nó ngẩng lên, xuống nguồn xạ nó xuống, nó lên thì nó giống như cái ô tô mà có đèn vi xenon của xe mẹ bây giờ ấy, xe vào chỗ sóc sóc như này, nhưng mà cái máy tính ấy nó không cho cái ánh đèn nó lắc lắc này đâu. Xe sóc một cái như ánh đèn nó cũng lắc này. Thế nó quy định là chỉ được ánh đèn chỉ được 1,5 m từ dưới mặt đất trở xuống là chỉ 1,5 m thôi. Hay không? Đúng không? Cái xe mẹ nó làm thế đấy. Thế cái kia cũng thế, cái beam nó chiếu vào cái khối u gan này này. Bệnh nhân thở lên thì nó chiếu lên, thở xuống nó chiếu xuống, thở lên chiếu lên. Hay không? Thế mà cách đây khoảng 1 tháng tôi gồm với hội đồng thì thấy các thầy rất băn khoăn mà làm sao mà tiên sản cho dạ dày sau mổ được. Bởi vì tia xạ như thế kéo hết ruột, hôm nay tiêu, hôm nay mai ở chỗ khác, nó bắn hết ruột là chết. Nhưng mà bây giờ định kinh nó lên cỡ như thế. Thế thì nói thật là với như thế thì chúng ta không theo được. Chúng ta không thể theo công nghệ được khi chúng ta không có tiền. Người ta có thể chuyển giao cho chúng ta, nhưng mà miễn phí.
nhưng mà để duy trì nó chúng ta phải có tiền, em hiểu không? Phải có người trả tiền, không ai có thể bao được hết. Cho nên là về trong tương lai thì... thế thì tôi nói luôn rồi, chúng ta ra nghỉ Hà Lan nhé. Những cái kết quả thì sống sau 5 năm thì càng ngày càng tốt hơn. Thì tôi chỉ tôi thấy này, trước nay các em ở trong trường mọi người vẫn các em là kiến thức kỹ năng và thái độ, nhưng mà tôi thì mỗi lần tôi đi làm việc tôi thấy là kiến thức kỹ năng thái độ đương nhiên là tốt rồi, nhưng chúng ta có lẽ là đến thế các em mà không có công nghệ sẽ chắc chết, em hiểu không? Thì không phải có công nghệ, không? Phải học cả đại học phải giải quyết vấn đề công nghệ. Thế thì công nghệ thì một trong những điều kiện giải quyết công nghệ đầu tiên đấy cũng vẫn phải là vấn đề cơ chế về vấn đề tiền, thu tiền. Để nếu không chúng ta không có thì chúng ta không ngồi được. Những công nghệ nào nó cũng đòi hỏi chi phí, mà nếu không có một cái cơ chế thật thì nó khó. Thế chúng ta hiện nay đang hướng cái này thôi, không sao, mình chắc chắn là hướng đi để giải quyết được. Thế thì rồi các cái công nghệ này nó làm thay thế tất cả những các cái bây giờ đây tôi hỏi các em có ai hỏi gì về những cái nguyên lý phẫu thuật vừa rồi không, để tôi giải thích về phẫu thuật Akiyama, Olinger, Swiss và thay thế đại tràng, có ai hỏi gì không ạ? Vâng, đây là cái trung thất của chúng ta nhé, hai cái cột trung thất. Đây là cái đường hầm, đây là hai cái xương đỏ nó nằm đây, xương rất ở đây. Đây cái đường hầm, đây là cái vết mổ hình chữ U ở trên cổ, vết mổ cổ đây. Đây là toàn bộ cái đường hầm của chúng ta thực quản đi ở trong. Cơ hoành nó sẽ nằm ví dụ ở vị trí này. Chúng ta hình dung là có ba đường, một là đường đi từ dưới này lên, đi vào giải phóng dạ dày hết, sau đó đi qua cái ngả này đi lên là cái khe hoành nha, transiator đi lên. Cái thứ ba là người ta mở ngực ở bên phải, cái đường mở ngực sau bên ấy, hoặc là đường nội soi bên phải đi vào, tất nhiên bệnh nhân sẽ làm sấp. Và đường mở cổ bên trái đấy, trên này sẽ tiến xuống này, tiến xuống này, tiến xuống dưới này, trên này vào và đi ra, ra hai phía dưới này đi lên. Và cái dạ dày sẽ được cái phần thay thế gastric conduit, nó sẽ cắt như thế này, ví dụ đấy, nó cắt thế này, các mạch gốc ở dưới giữ là mạch nuôi, còn phần trên là phần aspect này, đỉnh này sẽ được kéo dài lên, giải phóng phần này ra và đưa thẳng lên trên cổ để nối. Các em có hỏi gì không? Đấy là nguyên lý thôi, mình biết thế được nhá. Về tiên lượng thì bệnh nhân ung thư thực quản ngày càng sống thêm ngày càng tốt hơn, tuy nhiên nó cũng vẫn là một cái bệnh mà khó khăn để sống thêm được cho bệnh nhân này. Thứ nhất đòi hỏi là một là phát hiện sớm này, thứ hai là chúng ta phải chẩn đoán giai đoạn cho đúng để chỉ định cho đúng hợp lý, là có đúng là bệnh nhân này cắt được ung thư quản và làm sạch hết được không, nạo vét này chết được không. Cái thứ ba là kỹ thuật mổ phải đảm bảo lấy hết được ung thư và không có biến chứng, bệnh nhân phục hồi tốt. Với những cái kết quả như thế thì bệnh nhân nó sẽ có những cái thời gian sống thêm tốt. Còn nếu mà chỉ cần để lại tế bào ung thư điều trị hỗ trợ không có tác dụng, và thường là đấy là cái tiên lượng xấu nhất. Có ai hỏi gì về bài này đúng không? Chúng ta nghỉ một chút. Vâng, chúng ta nghỉ 5 phút nhé. Mà lớp trưởng đâu ạ? Đứng lên đây xem. Lớp trưởng có đây không? Chỉ 5 phút nữa thì báo các bạn vào phòng nhé. Vâng.